Xin chào anh em, chia sẻ cho anh em xem mình tạo một cái cây mai con làm cái hình thú cho anh em. Cái này mình thấy nó có cái mình, nó cái mình giống như cái mình thú nè, lắc lượng này ha, lên đây có cái cổ nè. Thì mình thấy cái cây này nó có bốn cái chân nữa, nó năm sáu cái chân á, mà mình đây cũng có nè. Đây em có cái rễ nữa ha, đây em có rễ nên mình cắt bỏ rồi mình tạo nó còn là bốn chân thôi, cho nó để năm sáu chân thành cái con quái vật à, chứ không ra con thú nữa. Cái mình cắt cái xong mình vô dây nhôm nè, để mình uống cho nó úp xuống, tại vì nó cái rễ mai nó đi ra vậy nè anh em. Cái rễ mai mình thấy nó cây này nó đi ra, cái mình uống mình sửa lại, mình sửa lại cho nó túm vô như cái chân của con thú này nè. Cái này còn nhỏ anh mới sửa được nha anh em, chứ nó bự rồi mình khai thác tự nhiên thôi chứ mình sửa hay không được. Nếu mà nó bự bị lớn vậy rồi mình bẻ nó khó lắm ha. Cái này nó còn nhỏ, nó bằng chiếc đũa có cọng nhỏ hơn nữa anh em ơi. Mấy cọng rễ này nhỏ hơn chiếc đũa nữa. Cái vô nhờ mình lấy dây chuối á, lấy dây chuối mình quấn, quấn chứ mình không có uống vô ha. Quấn cái sau này dây chuối này nó mục vài tháng, tháng sau à. Dây chuối nó mục, mục cái mình nó quen rồi đó. Cái mình cắt cái dây nhôm trên này nè, cái mình gỡ, cái mình rút cái dây lên thôi ha. Mình khỏi mồi xuống để cho cây nó phát triển ha, để mình sợ mình nếu mình quấn vô ở trên đó thì 2-3 tháng mình còn cắt được, còn xuống dưới này thì mình không cắt được, mình phải mồi ra thì nó mất sức cái cây nữa, nên mình chỉ quấn vô thôi ha. Cái này tạo hình thú ra cho anh em, bốn cái chân cái mình đó nè, bốn giò ha, giống như cái con này nó đang bò chứ không phải nó đang đứng ha, tại vì cái chân của nó nghiêng nghiêng xéo xéo vậy nè, xéo xéo vậy nè đó, mình tạo cho nó vậy đó anh em. Cỡ này mình vô chất chồng thêm ha, này quay cho anh em xem chơi thôi, mình vô chất chồng thêm phủ lên cao gì luôn ha, cho nó sống xong rồi mình mới tháo ra nha anh em. Rồi quay cho anh em xem mình tạo một con thú mini cho anh em, thì đương nhiên có lớn thì bắt buộc nó cái diện vậy, có lớn có nhỏ nó mới có lớn ha. Thì mình làm cây nhỏ thì từ từ nó lớn lên thôi, thời gian nó lớn lên thì nó sẽ đẹp thôi anh em ơi. Rồi xin cảm ơn đến tất cả chú bác anh chị em đã xem cái clip của mình ha, ủng hộ kênh của mình ha. Anh em xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh anh em ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả chú bác anh chị em trong những cái clip kế tiếp ha. Rồi xin chào.